Traffic bản quyền bây giờ nó rẻ lắm rồi các bạn. Thay vì là các bạn phải sử dụng thuốc, sử dụng crack, sử dụng những cái phần mềm lậu, thì tại sao các bạn lại không nghĩ tới cái chuyện là đi mua những cái bộ Office bản quyền? Ở trong cái video này mình chia sẻ lại với các bạn cái cách mà mình đang sử dụng cái bộ công cụ Microsoft 365. Nó bao gồm tất cả những cái công cụ Office mà từ trước tới giờ chúng ta vẫn đang sử dụng, như là Word nè, PowerPoint nè, Excel nè, OneDrive nè, vân vân. Mình sẽ chia sẻ về những cái lợi ích thực tế của nó để hy vọng là nếu như các bạn vẫn đang sử dụng những cái bộ Office crack đó, thì các bạn có thể chuyển dần sang sử dụng bản quyền luôn đi là vừa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài Xài Tech. Nếu như các bạn thích các loại nội dung liên quan tới chủ đề về công nghệ và phát triển bản thân thì kênh của mình sẽ rất là phù hợp với các bạn. Các bạn có thể để lại cái nút đăng ký để ủng hộ mình ha. Tại vì trong năm nay mình đang mong muốn là đạt được 100.000 người theo dõi. Quan điểm của mình trong khoảng 2 năm trở lại đây đó chính là tất cả mọi cái phần mềm mà mình có thể mua bản quyền được thì mình sẽ không sử dụng crack, kể cả là phần mềm sử dụng dành cho công việc hay kể cả là những cái game luôn. Đối với game, một là mình sẽ mua bản quyền, hai là mình sẽ không chơi luôn, hoặc là option thứ ba thì mình sẽ đi mượn account của các bạn khác để mà chơi, chứ mình sẽ không có sử dụng những phần mềm crack, những phần mềm lậu nữa. Tại vì vấn đề hiện nay các bạn rõ ràng có thể biết là đối với những cái phần mềm crack là người ta có thể cài cắm vào đó những cái trojan vào bên trong cái máy tính của các bạn. Mấy cái dụ như là virus WannaCry này kia thì các bạn đã biết rồi ha, và nó rất là nguy hiểm dành cho cái dữ liệu của các bạn. Với mình hiện nay là dữ liệu trong máy tính nó rất là quan trọng luôn. Khi mà mình bị leak ra những cái thông tin liên quan tới tài khoản nè, hoặc là mật khẩu nè, hoặc là những cái thông tin về thẻ tín dụng nè, thẻ ngân hàng nè, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Hay kể cả thậm chí là những cái file nội dung ở bên trong cái máy tính của mình, những cái file hợp đồng, những cái file video mà mình đã quay, mình đã lưu trữ trước đó. Tại vì rõ ràng cái nghề của mình là media mà, dữ liệu là vàng, video là vàng, content là vàng. Nếu như mà mất nó đi thì mình sẽ phải làm lại từ đầu, hay thậm chí là có những thứ nó không thể quay lại. Chẳng hạn như là một số những cái sụt lưu trữ mà mình đã đi, một số những cái sự kiện rất là quan trọng đó, thì nó đâu có diễn ra nữa đâu. Cho nên là nếu như mất một phát là coi như xong luôn. Thành ra là ngay bây giờ cái tính an toàn dữ liệu là cái thứ mà mình đang đặt lên trên hàng đầu, và mình đã không có còn sử dụng bất kể là phần mềm crack, phần mềm lậu nào nữa. Quay trở lại với cái vụ là Microsoft 365, là tại vì sao mình nói với các bạn là ngay bây giờ nếu như các bạn vẫn đang sử dụng nhớ bộ Office crack á, thì thôi các bạn mua bản quyền đi. Tại vì sao? Tại vì cái đầu tiên nha, đó chính là tiền đâu. Đúng, chính xác, Microsoft 365 ngay bây giờ họ cho các bạn rất là nhiều những cái sự lựa chọn, mà trong khi đó là các cái lựa chọn của nó, cái mức giá nó đều rất là hấp dẫn. Các bạn có thể mua thông qua sàn luôn, và họ sẽ gửi cái key bản quyền đó về tới tận nhà của các bạn. Và khi các bạn đã mua qua sàn á, thì các bạn biết rồi, có thể app voucher nè, phiếu giảm giá nè, rồi app xu khuyến mãi vân vân, hoặc là các bạn có thể sử dụng một số những cái voucher là free ship. Thành ra là khi đó cái giá thành của nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và Microsoft 365 hiện nay họ đang bán hai cái loại chi chính. Thứ nhất là Microsoft 365 Family, thứ hai là Microsoft 365 Personal. Và nó sẽ khác nhau ở cái chỗ nào, mình sẽ phân tích kỹ nhất là cái gói Family. Tại vì cái gói Family là cái gói mà mình đang sử dụng, và nó cũng là cái gói mà mình thấy nó có nhiều cái lợi ích nhất ở ngay thời điểm hiện tại. Mình rất khuyến khích là các bạn nếu như có mua thì các bạn mua cái gói Family này đi. Tại vì sao? Đầu tiên ha, cái mức giá cuối của nó khi các bạn áp lên trên sàn hoặc là mua thông qua sàn thì nó sẽ loanh quanh là khoảng 1.350.000 đồng. Nhưng mà cái hay của cái gói này là khi các bạn mua, các bạn sẽ có là một cái key bản quyền. Thì nếu như các bạn đăng nhập cái tài khoản Microsoft của các bạn vào ha, các bạn kích hoạt thông qua cái key bản quyền này, thì tức là các bạn ngay bây giờ là chủ của cái Family đó, và các bạn có thể share cái gói của mình á dành cho những cái người khác để mà họ cùng nhau sử dụng luôn. Nó xài được tối đa dành cho 6 người bao gồm cả bạn ha, và mỗi người á lợi ích cũng rất là lớn. Đầu tiên là mỗi người đều có thể truy cập vào đầy đủ tất cả những cái bộ Office bản quyền hiện tại đang có, như là Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, mà trong khi á là mỗi người có thể đăng nhập vào 5 cái thiết bị khác nhau, tức là tổng cả 6 người là lên tới 30 thiết bị. Và các cái thiết bị này nó đều là đa nền tảng ha. Các bạn có máy tính Windows ở nhà, các bạn có laptop Windows ở nhà, các bạn có laptop Mac OS, các bạn có iPhone, các bạn có Android, các bạn có nhiều cái thiết bị đa nền tảng thì các bạn vẫn sử dụng được cái bộ công cụ Microsoft 365 bản quyền. Và dành cho những bạn mà đang có cái nhu cầu là hội họp nhiều đó, thì cái ứng dụng Teams nó cũng được nâng cấp lên thành là Teams Premium. Các bạn có thể tổ chức một cái cuộc họp dài tối đa là 30 tiếng và lên tới là 300 người cùng tham dự vào chung một room. Và cái đặc biệt của nó là mỗi người được cung cấp cho thêm 1TB OneDrive. 1TB nha các bạn, chứ không phải là vài trăm GB mà là lên tới 1TB. Nếu như các bạn có đi mua các cái dung lượng cloud của các cái đơn vị khác á, thì các bạn đều thấy là cái giá của nó không thể rẻ được như thế này. Tại vì nếu như các bạn tính một phép tính đơn giản ha, 1.350.000 là cho cả gói lên tới 6 người. Và nếu như trong tình huống là các bạn tìm được một lúc là lên tới 6 người để cùng thuê với bạn, tức là chia 6 ha, thì tức là 1.350.000 các bạn chia 6 là 225k mỗi người trên mỗi năm. Lưu ý ha, cái gói này thì nó sẽ gia hạn qua từng năm, và tính ra là 225k mỗi người thì tức là mỗi người chỉ đang trả là có 19.000 đồng một tháng để các bạn sử dụng
dụng được một cái gói Microsoft 365 bản quyền. Còn trong tình huống tệ hơn là nếu như các bạn chỉ tìm được tối đa là hai người thôi, tức là bạn với lại một người nữa, thì tức là mỗi người sẽ đang trả là 675k mỗi năm, và suy ra thì mỗi tháng chỉ là 56k mà thôi. Vậy nên là nếu như các bạn đang có nhiều người cùng sử dụng ở trong một gia đình hoặc là trong một cái team, trong một cái hội nhóm nhỏ, các bạn hoàn toàn có thể đi mua cái gói Family này để tất cả mọi người cùng nhau hùng tiền lại để mua, thì cái giá của nó thật sự rất là rẻ ngay tại điểm hiện tại. Thì đó là những cái lợi ích của cái gói Family. Và cái loại thứ hai Microsoft đang bán ở trên cái sàn Shopee của họ đó chính là cái gói Personal. Cái gói Personal thì nó có tất cả những cái lợi ích của Family, nhưng mà nó chỉ sử dụng cho đúng một mình bạn mà thôi. Cái giá của nó thay vì là 1.350.000 thì chỉ còn là 950k, nhưng mà các bạn lưu ý là chỉ dành cho một mình bạn, tức là những cái lợi ích của riêng một cá nhân á thì nó vẫn y hệt như vậy, vẫn là đăng nhập lên tối đa là 5 thiết bị, vẫn là 1TB OneDrive, rồi truy cập vào tất cả những cái bộ công cụ Office bản quyền, vân vân, tất cả mọi thứ đều giống như vậy, nhưng mà nó không share được cho người khác. Vậy nên là nếu như các bạn có mua thì rõ ràng là cái gói Family nó lợi ích hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn chia ra cho dù là một mình bạn và thêm một người nữa là hai người thôi, thì như hồi nãy mình tính cho các bạn á, là tính ra mỗi người chỉ có là 650k, thay vì là các bạn mua cái gói Personal là cái gói cá nhân á, là nó lên tới 950k, thì nó bất lợi hơn rất là nhiều ha. Cho nên là các bạn chỉ cần là tìm đúng một người nữa thôi thì rõ ràng là cái mức giá của nó đã giảm hơn rất là nhiều. Và cái gói thứ ba là Office Home and Student 2021 cũng đang bán ở trên cái sàn của Shopee. Thì cái loại này á, nó sẽ khác với lại hai cái gói Microsoft 365 Family và Personal ở trên. Nó khác ở chỗ là các bạn chỉ mua và trả tiền đúng một lần mà thôi. Tức là các bạn thay vì là phải duy trì hàng năm đúng không, thì ở đây các bạn chỉ cần là trả tiền đúng một lần mà thôi thì các bạn đã có thể sử dụng vĩnh viễn cái bộ công cụ Office bản quyền. Nhưng các bạn lưu ý nha, là đầu tiên nó chỉ dừng lại ở cái phiên bản Office 2021. Các bạn không được cập nhật lên những cái phiên bản cập nhật mới nhất, chẳng hạn như là 2023, 2024 mới nhất hiện tại, thì nó không có những cái chức năng đó. Và cái thứ hai á, là các bạn cũng chỉ có thể login lên trên một thiết bị duy nhất. Tức là nếu như các bạn đăng nhập á, thì chỉ đăng nhập được đúng một cái laptop mà thôi. Các bạn muốn chuyển sang một cái máy tính bàn thì các bạn bắt buộc là phải login lại. Và cái thứ ba á, đó chính là nó sẽ không bao gồm những cái lợi ích khác như là gói 1TB OneDrive vân vân. Và nó chỉ có đúng cái bộ Office bản quyền mà thôi. Vậy nên là nếu như hiện nay các bạn đang cần sử dụng những cái lợi ích của Office bản quyền cũng như là 1TB OneDrive, thì cái gói Family là cái gói mà đang có cái BB là tốt nhất. Tiếp đến mình nói với các bạn về cái lợi ích của 1TB OneDrive, tại vì đây là một trong những cái lợi ích mà nó cực kỳ lớn luôn. Thậm chí là mình biết có rất là nhiều bạn hiện nay khi mà các bạn đi mua cái gói Family không phải là bởi vì các bạn cần những cái bộ Office bản quyền quá, mà cái thứ các bạn rất cần đó chính là 1TB OneDrive. Tại vì ngay bây giờ các bạn có thể sử dụng được trên đa thiết bị và các bạn có thể sync, có thể đồng bộ được rất là nhiều data trên đó, tại vì nó lên tới 1TB là các bạn. Cách thức sử dụng thì rất là đơn giản, các bạn đăng nhập cái tài khoản Microsoft của bạn vào trong các máy tính Windows bất kỳ, thì khi đó các bạn chỉ cần là tạo dựng một cái thư mục dành cho OneDrive. Các bạn cần sync cái gì đó lên trên cloud của họ thì các bạn cứ cần kéo thả cái file đó vào trong đúng cái folder đó, nó tự động đẩy lên trên cloud của OneDrive. Ngoài ra các bạn có thể cài cái ứng dụng OneDrive vào trong các cái điện thoại di động của bạn để có thể sync lên trên đó những cái ảnh nè, hoặc là video các bạn đã quay và chụp lại. Thay vì các bạn phải sử dụng những cái gói công cụ của Google chẳng hạn, thì các bạn thấy là cái giá của nó hơi cao, thì OneDrive hiện nay nó rẻ hơn rất nhiều. Và kèm thêm là khi các bạn đã có được cái dung lượng lưu trữ OneDrive lớn như thế đó, thì các cái file Office của các bạn chẳng hạn như là Word nè, Excel nè và PowerPoint, hiện nay thì các cái bộ công cụ Office đó nó đều có cái tính năng auto save, tức là nó tự động lưu lại những cái thay đổi ở bên trên chính cái tệp tài liệu của bạn. Các bạn chỉ cần là thêm một dấu chấm, một dấu phẩy, nó đã tự động sync lên trên cloud của Microsoft. Và khi các bạn cần chia sẻ nó, truy cập vào nó, thì thay vì các bạn phải sử dụng ở trên các cái máy tính mà đang có những cái bộ công cụ như là Word, Excel này kia, thì cũng không cần luôn. Các bạn lên trên đúng cái website là office.com. Và dành cho những bạn mà đang có nhu cầu là học nhóm đó, thì các bạn khi mà chia sẻ cái đường link dành cho người khác có thể truy cập vào, thì đồng thời họ cũng có thể chỉnh sửa. Và khi mà họ rê con chuột tới đâu, các bạn cũng có thể thấy được real time là họ đang coi hoặc là chỉnh sửa ngay cái đoạn nào cũng đều được. Tới chỗ này thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn nói là ủa, bây giờ chỉnh sửa những cái văn bản, những cái text online này kia thì ở trên mạng có rất là nhiều những công cụ khác nhau, tại vì sao mà tôi lại cần một cái bộ công cụ offline để làm gì? Thì thực ra cái vấn đề nằm ở chỗ là sẽ có rất là nhiều những cái tình huống các bạn không có internet, chẳng hạn như là khi mình đang ngồi trên máy bay này kia đó, mình muốn làm việc, mình muốn coi dữ liệu này kia, hay là mình muốn viết content, thì khi này các bạn có thể lấy cái máy tính xách tay ra để làm việc ở trên các cái điều kiện như thế, các bạn đâu có cần mạng để mà sử dụng được đâu. Và ngoài ra đối với người dùng là doanh nghiệp thì có những cái file Excel, những cái file data mà nó siêu siêu lớn, nó lên tới khoảng vài trăm nghìn dòng tới cả triệu dòng, và nếu như các bạn sử dụng nó ở trên những cái bộ công cụ online đó, thì có thể là nó sẽ không có hỗ trợ tốt. Và khi này cái bộ công cụ
Excel nó vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và nhất là có rất là nhiều những cái người dùng hiện nay, khi mà họ đang làm những cái công việc như là kế toán hoặc là văn phòng này kia đó, thì một trong những thứ mà người ta được tiếp cận đầu tiên đó chính là Excel, chứ không phải là những cái bộ công cụ online khác. Cho nên là khi này cái tính quen thuộc nó cũng sẽ là nhiều hơn. Hoặc là một số những cái add-on mà nó đang sử dụng cái ChatGPT để có thể hỗ trợ cho các bạn cái công việc là viết văn bản một cách hiệu quả hơn, tóm tắt thông tin một cách tốt hơn, thì nó đều có sẵn ở trong cái kho add-on của Microsoft hiện tại. Cho nên là khi các bạn đang có một cái bộ công cụ bản quyền đó, các bạn có thể sử dụng được hết tất cả những cái tính năng này. Vậy thì tổng quan lại, từ nãy tới giờ mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái lợi ích của Microsoft 365 bản quyền. Đầu tiên là các bạn đã có rất là nhiều những cái gói thuê khác nhau tùy theo cái mục đích, nhu cầu và sử dụng. Chẳng hạn như là Family, Personal hoặc là những cái gói Home and Student mua một lần rồi thôi. Cái thứ hai là giá thành hiện nay rất rẻ. Các bạn có thể áp voucher nè, phiếu giảm giá nè, hay là free ship vân vân đều có thể làm được. Cái thứ ba là lợi ích rất là lớn nếu như các bạn đang tìm được cái người thuê cùng mình cái gói Family, giá thành nó rẻ hơn rất nhiều. Đang edit tới khúc cuối này mới nhớ là còn một yếu tố nữa, mà nếu như các bạn gia hạn cái gói Microsoft 365 Family thông qua cái sàn Shopee của Microsoft đó, thì cái giá của nó còn rẻ hơn là các bạn lên trên chính cái trang web của Microsoft Việt Nam nha. Các bạn coi hai cái mức giá nó chênh lệch như thế này nè. Cho nên là nếu như các bạn có gia hạn thì rõ ràng là gia hạn qua Shopee nó rẻ hơn rất nhiều. Thì đó là những cái lý do mà khiến cho mình tại sao hiện nay mà vẫn đang sử dụng cái bộ Office Microsoft 365 bản quyền. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video. Và nếu như các bạn có nhu cầu là mua đó, thì cái link của Shopee mình sẽ để ở phía bên dưới để các bạn tham khảo thêm ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.